Dễ thương. Ha, năm nay anh nhiêu tuổi vậy? 18. Anh đứng lên coi cao quá. Má ơi con này má, đứng tới cái nách ảnh à. Cái gì? Nè, trời ơi, mà thơm ghê á. Đứng cái nách mà thơm. Cũng được, thôi kệ lấy làm chồng được. Không sao. Ồ đẹp trai quá à. 18 tuổi à. Trời ơi mà bự quá trời, cao quá trời à. Anh biết tiếng Việt không? Biết hả? Ồ anh là người lai gì? Lai nước nào? Úc hả? Ba Việt hả? Hay ba Úc? Mẹ Việt Nam, ba Úc. Nhưng mà đây là vợ anh phải không? À em hả? Em, đó mẹ anh luôn. À vậy anh chưa có bạn gái. Em làm bạn gái anh được không? Em đi qua Úc bán gỏi. Trời ơi, lần đầu tiên đến quán đây ha. Nhưng mà ở bên Úc mới về, Việt Nam chơi. Nhưng mà ở bên Úc nói tiếng Việt lắm hả? Mà anh nói không gành vậy? Anh có thiền xuyên nói tiếng Việt không? Biết hả? À, nói tiếng Việt ở nhà thôi hả? Vậy anh rước em qua bển đi. Em tập anh nói tiếng Việt, anh tập em nói tiếng Úc. Rồi anh có bạn gái chưa? Có bạn trai không? Rồi có bạn 3D giống em không? Chưa có bạn nào luôn. Thôi vậy anh lấy em đi. Cảm ơn anh nha. Ôi quá cao luôn rồi trời. Còn anh này là ai? Cậu hả? Cậu của người Úc luôn. À, anh nói tiếng Việt được luôn. À, anh em cậu dòng họ qua Úc hết trơn luôn. Còn em gái là người Việt, người Úc luôn. Đây là mẹ hay sao? À, sao đẹp đẹp quá ha, khuôn mặt á. Bây giờ người lai á, khuôn mặt đẹp đẹp. Dễ thương quá mà. Thôi cảm ơn nha, chúc gia đình mình ăn ngon miệng. Không hỏi gái nên hỏi trai không em. Chị cái đầu óc của chị giờ hả, kiểu như là đầu óc nhớ tới trai không à. Thấy trai là hỏi chứ gái không hỏi. Cảm ơn nha, cảm ơn nhiều. Cảm ơn cô nhiều nha, cảm ơn chị. Thấy trai cái tỉnh táo liền, sảng khoái liền luôn. Hết mệt luôn. Rồi đây cũng Việt Kiều luôn. Rồi chào cô, đến từ đâu vậy cô? Bởi vậy nói là lên thành phố Hồ Chí Minh là lúc nào cũng Việt Kiều vô dày đầy nhà hết trơn á. Nhưng mà cô là người Mỹ hả? Cô là cha của người Irish, mẹ là cô. À, cha là người Irish, là nước Mỹ. Còn mẹ là người Việt Nam, đây là hai mẹ con. Giống hai chị em quá nè mọi người, không có giống mẹ con. Nhưng mà cô ở Houston, cô ở Mississippi và Biloxi. Gì hả? Nhưng mà chị biết nói tiếng Việt không? Biết, chị vẫn nói tiếng Việt. Mà chị nói tiếng Việt gành không? Chị nói thử. Gành hả? Năm nay chị nhiêu tuổi rồi? 29 tuổi à. Dễ thương quá, thấy người Việt Kiều là muốn đi qua Mỹ liền à. Qua Mỹ bán gỏi mau giàu. Vì gỏi có 65.000 qua bển 65 đô. Đó. Cô nghe cười kìa. Bữa nay Việt Kiều không à, chào chị. Chị đến từ đâu vậy? Florida. Chị cũng ở Mỹ luôn. Sao mà người Mỹ nhiều quá vậy? Rồi chị về đây chơi hả? Về chơi. Rồi mấy ngày chị đi? Tháng. Chị biết em dọn về đây không? Dạ mới biết đó. Gì hả? Cho em hỏi cái đồ ăn được không chị? Rất là ngon. 65.000 rẻ không? Rẻ. Rẻ ha. Rồi có mấy đứa con rồi chị? Hai đứa hả? Có đứa nào lớn lớn gả em được không? Đẹp trai lắm. Đẹp trai lắm hả? 20 chưa? 22. Trai 22 tuổi rồi sao mà hồi nãy giờ hỏi toàn Việt Kiều không à? Định làm dâu hết mấy bà bên Việt Kiều luôn hả gì á? Thôi cảm ơn chị nhiều nha, hỏi thăm chị vui vẻ nha. Rồi chụp hình luôn. Cảm ơn chị, cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Bên đây mặc đồ đẹp quá bà. Mặc áo trắng, đầm trắng, dép trắng luôn. Ở đâu? Bên Mỹ. Bên Mỹ hả? Vậy là có anh em Việt Kiều Mỹ cho nên giàu dễ sợ. Đâu? Hả? Nhớ cho em hồi đó giờ chưa ăn, lần đầu tiên ăn thôi. Nhưng mà ăn cay quá nhiều luôn hồi nãy á. Đợt trước về là không có dịp để đi ăn. 15 trái ớt. Cái chị gọi này 15 trái ớt. Mưa tất gái. Cảm ơn chị nhiều nha. Thật ra bữa nay thực khách cũng vui. Chị cũng phải nhảy lắm, nghe nhạc là nhảy đầm mà cũng vui. Bữa nay toàn Việt Kiều đến ăn quán nhà đi thi không? Và thật ra vậy nè, Thi lên thành phố là Thi biết là những người ở bên nước ngoài á xem Thi rất là nhiều. Nhưng mà ngày Thi về Bình Dương á là người ta không có đến được. Quá xa. Từ đây về thành Bình Dương là 1 tiếng mấy. Cho nên giờ về mở ở đây là toàn tất cả các bà con cô bác ngoại Kiều về đây ủng hộ cũng vui. Cảm ơn bà con cô bác rất là nhiều. Ông trời hả? Con mới khai trương có 5 ngày à. Mà ông trời hai bữa nay mưa chấn động. Giờ này là cái giờ chính của con nè. 18 giờ là khách đang sắp hàng. Mà ông trời mưa. Ông trời ơi, chừng nào hết mưa vậy? À, ông trời nói mưa 10 phút nữa, đúng 6 giờ là nghỉ mưa. Dạ con cảm ơn ông trời rất là nhiều, thương tình cho con bán đi. Gần hết tháng mưa rồi mà ông trời cứ mưa hoài à. Kiếm tiền coi gần Tết rồi ông trời ơi. Thương con đi, thương tình, thương nghĩa con đi để con mau có tiền lấy chồng. Trời ơi, con bây giờ có tiền là phải cưới chồng đó, chứ chồng nó không cưới con. Cảm ơn mọi người nha, mọi người hãy đợi tới trong giây lát nha, ông trời nói 6 giờ hết mưa.
Còn 10 phút nữa. Đúng 6 giờ ông trời hơn ngưng mưa. Và đặc biệt sau đây thì món ăn thì có khô bò tẩm gia vị 190, cơm cháy trà bông 60, da heo chiên giòn 60, bánh kẹp sấy giòn 50, cá khô sấy 100, ghẹ sữa cháy 100, dầu tươi sấy giòn 80. Anh chị em hãy đến đây thưởng thức tất cả các món ăn tại quán gọi đu đủ Ti Thi, thành phố Hồ Chí Minh. Và hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào chương trình Ti Thi tiếp theo. Khách hàng đông chấn động ngày hôm nay. Hồi nãy giờ mưa quá trời luôn rồi. Giờ hết mưa quý khách sẽ đến tiếp tục. Nhưng mà Thi nãy giờ Thi nhìn lên cái dĩa gỏi nha, là bà con của bác ăn nhiều món ăn ghê. Bữa nay Thi có tay heo mà Thi ngâm chua đó, Thi để lên dĩa gỏi. Tại vì mà nếu mà hết rồi thì là không kịp là không có. Sẽ có ghẹ, có món khác. Còn cái này là chả giò. Chả giò rất là ngon nha. Bữa nay khách hàng đến đông đúc quá, vui quá. Nhưng gặp chị em gái nè, chị em nè, đẹp gái quá. Hello em gái. Bữa nay đi với bạn trai phải không? Dạ, bạn trai. Bạn trai hả? Vậy em ở quận mấy giờ? Dạ, em ở Gò Giáp. Gò Giáp hả? Nhưng mà đẹp gái quá trời luôn rồi bữa nay á. Bữa nay tươi ha, màu cam nổi rực rỡ luôn á. Vô đây hả? Em gái này vô đây nãy giờ trai hết dám nhìn Thi luôn. Nãy giờ trai đâu còn nhìn Thi nữa, nhìn em gái không à. Áo cam quá nổi. Nổi hơn Thi luôn nè. Thi màu xanh là Thi chìm rồi đó. Màu xanh à. Cho chị hỏi tí xíu, những cái món ăn mà em ăn mấy bữa nay nhà chị coi khẩu vị chị có thay đổi không? Dạ không, em thích ăn gỏi. Gỏi ngon phải không? Vẫn ngon không? Mới hai bữa trước em ăn rồi ăn. Đúng rồi, nhưng mà gỏi vẫn ngon phải không? Dạ ngon. Nhưng mà khiến nó đỡ mặn hơn. Đỡ mặn rồi phải không? Dạ nó ngọt rồi. Hồi xưa em có ăn nhà chị không? Dạ có, em ăn ở bên 2B á. Gì hả? Em tên gì vậy? Em tên Khả Nhi. Khả Nhi. Ở Gò Giáp. Ở Gò Giáp. Em đi hát. Dạ em hát Loto. Loto. Trời, chút nữa quất khúc không? Quất vài chữ không? Quất ban số cho chị đi. Điều khi chị mời hát là sao? Sắp tới chị tổ chức lô tô nè. Chị kêu em qua hát. Các bạn chị nha. Ok. Cảm ơn em nha. Vui vẻ nha. Chúc em ăn ngon miệng. Dễ thương quá à. Mọi người nhớ nha. Có thích em gái đi hát lô tô mời em gái đi hát nha. Một ngày hát chỉ có 3 tiếng đồng hồ. 600-700 thôi. Giá rẻ ưu đãi luôn. Đó. Vừa kêu số, vừa trúng số. Mà vừa được xem em gái đẹp nữa. Cảm ơn em nhiều nha. Đây chồng, ai bạn hả? Chồng em đó hả? Bóng lộn em bóng kính nữa. Bóng lộn với bóng kính lấy nhau hả? Trời ơi, chấn động vậy. Vậy thôi, cảm ơn nhiều nha. Rồi bây giờ mình quay qua không gian khác nè. Cho hỏi em gái tí xíu nè, em đi chung với chị đó phải không? Em gái đó phải không? Đúng rồi. Em ở đâu? Em cũng chung nhau luôn hả? Em Gò Giáp. Gò Giáp luôn. Lần đầu tiên đến ăn hè xưa giờ có ăn chưa? Có ăn rồi. Ăn rồi hả? Từ quán cũ luôn. Tính ra là nói chung là chị em trong giới gặp là vui rồi. Nhưng mà em này giống Thái quá ha. Thái Lan. Giống Thái Lan á. Mặc cái áo quá nổi luôn, chá một cái giống như hộp sọn. Cảm ơn em nhiều nha, chờ đợi nha. Bữa nay khán giả đến đông đúc quá, vui dễ sợ. Thật ra là quán đi thi ngày nào cũng đông. Nhưng mà không ngờ là khi quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh, quý khách đến vẫn còn ủng hộ như ngày nào đó. Mà với lại nhân viên thi thì nói chung ra là nó làm không kịp, cho nên nó bối rối. Cho nên quý khách cũng thông cảm giùm. Chị, cho em hỏi chị tí xíu coi, chị đến lần đầu tiên quán em phải không? Đúng rồi, nãy giờ có ăn gỏi không, uống trà gì chưa? Có được không? Có. Được phải không? Lần đầu tiên đến thôi. Chị coi em trên YouTube phải không? Coi được mấy năm rồi? Mới đây thôi. Mới đây thôi, thấy em dễ thương không? Ở ngoài dễ thương phải không? Cảm ơn chị nhiều nha. Chúc gia đình chị ăn ngon miệng. Thôi đây là khán giả đến cũng đông đúc quá, cho nên em đi ra. Các bạn 8 người thôi. Các bạn có ở ngoài luôn. Chị muốn ngồi trong, ngồi ngoài. Khán giả đến đông đúc, nhưng mà chỉ có một mình Thi đâm gỏi thôi. Còn những món ăn khác thì có đầu bếp để luôn luôn phục vụ tất cả các quý khách. Thì em cũng gắng cố gắng để làm việc mỗi ngày, sẽ phấn đấu để có một sự phát triển tốt đẹp hơn trong khi phục vụ tất cả các quý khách mình cho trọn vẹn hơn. Tại nhiều khi mà Thi không tưởng tượng mà khi mà Thi quay trở lại lần này nữa đó, sẽ đông, rất là đông. Nhưng mà so sánh với 2-3 năm về trước thì nó sẽ không bằng. Nhưng mà so với mức độ mà người đông thì rất là đông luôn, cho nên là cũng không biết nói gì hơn nữa. Cũng xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Ăn 3 chi nhánh luôn. Bây giờ tí nữa là cho em hỏi nha, 3 chi nhánh, bây giờ lần này nó lần chi nhánh thứ 3, cho nên chúng anh ăn rồi anh góp ý với em khi mà anh thưởng thức gỏi. Nhưng mà trước đó anh ăn vẫn ngon bình thường phải không? Nhưng mà hai người quen được 5 năm chưa? Bán quán ăn luôn, anh cũng bán quán ăn luôn. Hai người bán quán ăn, bán quán nhậu hay gì? Bán cơm cháy luôn.
À, bán cơm cháy kho quẹt. Vì bữa nay đụng hẹn với cơm cháy chà bông với Tị Thi rồi. Cơm cháy kho quẹt với cơm cháy chà bông. Ủa anh đang live stream hả? Ê, sao đông quá vậy? Live stream đông hơn tôi luôn á. Live stream 600-700 người luôn. Chấn động luôn. Đang live stream đến quán Tị Thi ăn gỏi nha. Ghẹo chai chấn động. Xem Tị Thi cua chai nhức nách luôn. Rồi, cảm ơn hai người nha. À, em đến từ đâu vậy? Cần Thơ lên đây. Nhưng mà đây là bạn trai phải không? Chị em. Má ơi, chị em. Chị em là chị em giống như Thi vậy đó. Nãy giờ tụi nó bạn trai quá đẹp, dễ thương. Nhưng mà lần đầu tiên em đến quán chị phải không? Nhưng mà em ăn thấy được phải không? Tại vì chị mướn đầu bếp á, cho nên chị hay hỏi để coi con hợp hay không. Nhưng mà hợp phải không? Hợp có vị. Chà tắc ngon không? À, em có chồng chưa? Chưa. Có muốn đi thi hoa hậu không? Nhưng hả? Nhưng mà em dễ thương, giống gái. Giờ chưa có chồng luôn, chưa có bạn trai luôn. Trời ơi, đẹp cỡ này mà chưa có bạn trai luôn á. Thôi vậy em làm bạn gái anh đi. Cảm ơn em nhiều nha. Dễ thương, chúc em ăn ngon miệng. Ông xã, đợi đồ ăn phải không? Anh đi mấy người vậy? À, hai người, lần đầu tiên đến ăn hay sao? Hồi xưa em nhớ anh ăn Dương Vương có ăn rồi. À, nhưng mà em đi Bình Dương 6 tháng nay, anh có nhớ em không? Dưới luôn á, xa quá. Vậy hả? Nhưng mà bây giờ anh mới thưởng thức ngày hôm nay là bữa nay em khai trương 5 ngày rồi. Đúng rồi, đó là hôm bữa định đi mà hôm bữa là bận á, luôn. Vậy hả? Trời ơi, đẹp trai quá trời luôn rồi. Đâu có sao đâu, bình thường làm chồng em được mà. Cảm ơn anh nha, vui vẻ nha. Nói chung ra vậy nè. Sao thì cũng được, miễn sao là đẹp trai bự con là thì thích à. Mà cái đùi thì thích những ai tập gym, cái đùi nó săn chắc giống như đùi ếch gì đó thì thích lắm. Cái eo nhỏ, cái mông to. Người đàn ông lý tưởng của Thi. Với lại một cái nữa thì thích ai cắt đầu đinh. Một cái nữa thì thích có râu. Người đàn ông lý tưởng của Thi hả? Để Thi coi. Nè anh này nè. Nhìn cái lưng ảnh thôi, ảnh không chịu cho thấy cái mặt. Cái lưng ảnh thôi. Mọi người thấy chưa? Thì cưng quá à. Sao thích em không? Ru em đó nè, ru em. Mọi người, ru em nè. Thực tế y chang luôn. Nè. Ôi đẹp trai vậy. Không biết à. Dễ thương quá, cảm ơn anh nha. Ăn được không anh? Ăn được. Được ha. Hôn em miếng. Hôn được trai đẹp tỉnh luôn. Đâm 200kg gọi hết mệt luôn. Thôi giờ đây khách hàng đến ủng hộ Tị Thi nha. Đây là nơi là để mình mua. Đăng ký mua để tính phiếu. Vô trong lấy món ăn. Cảm ơn tất cả các quý khách rất là nhiều và luôn luôn quan tâm yêu mến. Quán Tị Thi hoạt động vào lúc 12:30 cho đến 22:30 hàng ngày. Tại địa chỉ 55 Minh Phụng, phường 5, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Tại app Sunny Food tìm kiếm Tị Thi gọi đầy đủ. Ship các quận thành phố Hồ Chí Minh. Nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh. Hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào chương trình HTV Tị Thi vào clip ngày mai.